Hello mọi người, quay lại với kênh của mình Baker. Thì mình là Zin X nha. Thì hôm nay mình sẽ review hai chiếc là XSR và CB150. Thì cái lý do thứ nhất đáng lẽ là anh Minh sẽ review, nhưng mà anh Minh vừa đi nhổ răng khôn á, ổng không nói chuyện được, cho nên là hôm nay là Zin X sẽ review thay anh Minh một bữa. Thì tại sao phải làm gấp như vậy á? Tại vì xe này là xe anh Minh bán á, thì nếu như mà không review gấp thì khả năng cao là bán mất không kịp review, cho nên là mình sẽ review trước cho nó kịp. Có gì mà sai sót thì mọi người bỏ qua cho Zin X nha, tại không có rành review xe á. Thì mọi người có thấy Zin X ngồi ở bên hướng xe con này thì mọi người cũng biết á, thì Zin X là nó thích con này hơn một chút xíu, tại vì cái dáng của nó là Nexbox á, thì nó cũng thể thao hơn xíu, còn chiếc bên kia thì nó hơi cổ điển, bên này trẻ trung hơn. Thì điểm chung giữa hai con này là đều được trang bị đầu đèn LED nè, với lại phụ upside down. Mà Zin X thấy cái phụ upside down bên này đẹp hơn một chút xíu, đẹp hơn chút xíu. Thì hai con này đều là những con xe nó khá cao. Thì bây giờ Zin X sẽ ngồi thử cho mọi người coi ha. Thì Zin X cao 1m63. Đây, 1m63 nha. Hơi nhỏ một xíu. Đó, thấy không? Thì 1m63, ngồi hơi nhón chân một chút xíu, nhưng mà vẫn chống chân được chắc chắn, chứ không có bị chới giới á mọi người. Vẫn chắc chắn nha. Thì phần cái phần đồng hồ của xe này trang bị đầy đủ hết nha mọi người. Báo số, báo đèn đầy đủ nha. Bình xăng của con này là 12 lít, thì nhỉnh hơn con kia một chút xíu. Bên con kia chỉ có 10 lít thôi. Còn cảm giác khi mà ngồi con này hả ta, thì Zin X cũng có từng ngồi CB150 rồi, thì tất nhiên là nó thoải mái nè. Ghi đông như vậy mình ngồi mình không bị mỏi nè, chạy xe cũng không bị mỏi nè, dễ vô cua các kiểu vậy thôi. Nói chung là nó thoải mái, nó là nét mà. Với một cái mà Zin X thấy thích hơn á, là do chiếc này có trang bị ABS trước sau. Thì đối với những bạn nữ mới tập chơi xe, những bạn nữ như Zin X thì chạy xe mà có ABS trước sau á, thì xử lý những cái tình huống ví dụ như là thắng gấp này hay là đi trời mưa á, thì nó cũng sẽ thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn một chút xíu, an toàn hơn. Một điểm nữa là chiếc này là bô rút gầm nha mọi người. Thì những cái chiếc CB sau này á, của Honda đều sẽ là bô rút gầm hết. Ví dụ như là chiếc CB650R á, là bô rút gầm. Ok, bây giờ Zin X sẽ ngồi thử con XSR để cho mọi người coi ha. Nó cũng... đây. Này. Đấy, thì nó cũng hơi cao mà nó cũng hơi nhón một chút xíu. Thì chiếc XSR này á, là yên liền, nên là mọi người chở người phía sau nó cũng sẽ thoải mái hơn. Còn về động cơ á, thì nó sẽ nhỉnh hơn con bên kia một chút xíu, tại vì nó dùng chung động cơ với R15 và nó có trang bị nồi chống trượt nữa. Đây, nó nhỉnh hơn một chút xíu, nhưng mà nó lại tiết kiệm xăng hơn nha, tiết kiệm xăng hơn chiếc bên kia một chút xíu luôn. Nói chung là mạnh hơn một chút xíu và tiết kiệm xăng hơn một chút xíu vậy đó. Cũng hơi bị lộn, cái xe hơi bị lộn ở sau. Thì chiếc này á, là nó sẽ kiểu dáng cổ điển, nhưng mà chạy vẫn rất là đẹp nha mọi người. Thấy Zin X ngồi nè, đây chạy vẫn rất là ngầu nha, nhìn tây lắm luôn á. Mà mặc dù kiểu dáng cổ điển vậy thôi, nhưng mà đồng hồ trang bị đèn LED đầy đủ hết, không có thiếu cái gì nha mọi người nha. Với lại một cái hơi bất tiện một chút xíu là nó không có trang bị ABS trước sau như chiếc kia thôi. Theo như Minh chia sẻ lại thì những cái con 150 như này nó rất là dễ bảo trì bảo dưỡng, cho nên khi mà mọi người chơi, mọi người không cần quá lo lắng về cái vấn đề bảo trì bảo dưỡng đâu. Thậm chí con gái như tụi mình cũng không cần phải lo lắng đâu, tại vì thường nhớp nhau là chỉ tầm 1 lít 1 lít mốt thôi, còn nước mát á, thì đi 10.000 cây 15.000 cây mới phải thay rồi, cho nên là nó rất là dễ chịu luôn á mọi người, không cần phải lo nghĩ. Những bạn nào mà giống như là mình chưa có rành về xe, rành về những cái xe này mà mình muốn tìm hiểu thêm á, thì mình có thể qua trực tiếp đây để gặp anh Minh. Và nếu mà không có anh Minh thì có thể là có đàn em của anh Minh, nhân viên đó, họ sẽ tư vấn cho các bạn rất là dễ dàng.
những cái con này á, mình chạy trong thành phố này nè, mình chạy đi cà phê, cà pháo đồ, nó ngầu lắm nha mọi người. Hoặc là chạy đi phượt nè, chạy Đà Lạt, mấy tour Đà Lạt đồ á, trời ơi, leo dốc, leo đồ, leo lề luôn á. Chiếc này leo lề được luôn á nha, bao ngầu luôn á. Trong Sài Gòn kẹt xe mà, leo lề bao ngầu luôn. Thế mọi người thích chiếc nào hơn thì mọi người comment ở phần bên dưới ha. Hiện tại là giá mua cũ hai chiếc xe này á, nó nghiêng xích xích nhau thôi. Và còn về kiểu dáng sao ta, nói chung là chiếc nào cũng đẹp hết, mà hồi nãy là thích chiếc kia hơn, mà sao tự nhiên bây giờ ngồi chiếc này lại cảm thấy thích chiếc này hơn á, không hiểu luôn. Ngồi chiếc này mình cởi trên nít mà chạy ra đường á, nhìn rất là tây nha mọi người. Các bạn nữ á, nếu mà thích cái phong cách mà tây tây á, chiếc này rất là ok luôn á.